Thưa quý vị, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIVS để giảm số người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan đến S, chấm dứt dịch S tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIVS đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đó là mục tiêu chung của kế hoạch hành động chương trình phòng chống HIVS trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024. Theo đó, các mục tiêu cụ thể gồm mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030 đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIVS. Tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng virus HIV đạt 95%. Tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng virus HIV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 95%, loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.